Phật ở đâu? Thuở xưa có anh chàng đọc kinh, nghe nói về Phật thích lắm, nhất định đi tìm cho gặp ngài mới chịu. Anh chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ mang nào là núi sông, hầm hố, gian nguy hiểm trở, chàng vẫn chưa được gặp Phật giống như hình dáng trong kinh đã diễn tả. Thân Phật sắc vàng, cao 1 trượng 6, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hào quang sáng chói. Hôm nọ tại một triền non, chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ cốt cách siêu phàm. Mừng quá chàng khẩn khoản: "Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngủ ở đâu không? Xin chỉ dùng con giới." Ông lão mỉm cười: "Ồ, chỗ nào mà không có Phật? Trên quãng đường vừa qua chả lẽ con không gặp được ngài?" "Thưa cụ, trên đường đi con đã từng gặp vô số người, nhưng đều là hạng phàm phu tục tử cả. Con chưa từng thấy người nào có được vài tướng tốt như trong kinh đã mô tả về Phật cả." Ông cụ cười ha hả: "Chú mày ngốc nghếch thật. Chú không biết rằng cái thân đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó, dân ấn đã đốt thành tro và chia nhau xây tháp thờ cúng cả rồi ư?" "Thưa, thế thì Phật chết rồi sao?" "Hiện giờ Đức Phật đang phân thân ở khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân tồi và xấu như chúng sanh vậy. Con còn có muốn gặp ngài nữa không?" "Thưa, dù với bất cứ hình dạng nào, nếu đích thực là ngài thì con vẫn vô cùng khát ngưỡng." "Vậy thì để ta bắt nước cho con nhé. Con hãy quay về. Trên đường về, nếu gặp một người nào mang quốc trái ở chân phải, quốc phải ở chân trái, thì chính người đó là một hóa thân của Phật. Hãy thừa sự và cúng dường vì Phật ấy như trong kinh đã dạy." Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài chàng không gặp Đức Phật nào mang hình dáng như cụ già diễn tả. Chán nản chàng quay về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn trong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa, bà mừng quá, tụt xuống phẳng quờ quạng tìm đôi quốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa. Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc quốc trái qua chân mặt, quốc mặt sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào: "Ôi, Đức Phật yêu quý của con, bạn thân mến, trong kinh Phật có dạy, gặp thời không có Phật thì hai vị Phật đáng tôn thờ là cha và mẹ của mình, phải cung kính và thờ phụng hai vị này như tôn thờ Đức Phật Thích Ca và Di Lặc vậy. Đó là lời dạy cho hàng Phật tử tại gia. Riêng chúng ta hàng xuất gia đã lìa bỏ cha mẹ của xác thân này, và để thừa sự cúng dường tất cả chúng sanh là những cha cùng mẹ trong vô lượng kiếp của mình. Ngày xưa, trong hàng môn đồ của Đại sư Trí Khải, một danh tăng đời Đường, có một vị sư nhớ nhung cha mẹ, bèn bày tỏ cùng ngài. Đại sư dạy: "Là người xuất gia, ông chớ nên vì cha mẹ một đời mà sao nhãn bổn phận đối với cha mẹ nhiều đời, là tất cả chúng sanh đó vậy. Nhưng qua câu chuyện này, bạn có thấy rõ chỗ oái oăm của nó là chúng ta bôn ba đi tìm Phật khắp nơi, trong khi ngài ở kề cận bên mình mà chẳng hay. Vì thế mà có lẽ khi Tăng Huệ Hải hỏi Mã Tổ về Phật, Mã Tổ đáp: Hợt kẻ cởi trâu đi tìm trâu, bạn có thấy như thế không?" Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé.